Hello anh em, hôm nay Hùng chia sẻ với anh em về thi công một cái máy ngói bằng thép mẹ nhôm kẽm của một cái công trình máy bánh ú. Máy bánh ú là chúng ta liên tưởng tới nhà nó có bốn mái. Thằng này đang nói nó bốn mái nha các bạn, sáu mái là mái lục giác nhé. Rồi, đây là bản vẽ của công trình. Đây, bản vẽ của công trình các bạn. Đây là mặt bằng bố trí mềm. Thì các bạn thấy đó, đây là cái chiều dài, chiều rộng này, chiều dài này, 18 mét này, ra một bên 1 mét 7 này, tức là 34 nữa là 21,4 mét. Còn chiều rộng của nó là 18 mét. Còn cách bố trí như thế nào? Đây, chiều này 18 mét thì nó làm kẹp 18 mét. Đây là mặt bằng bố trí kèo, cho nó gió quá. Rồi, mặt bằng bố trí kèo nhé. Đây mình nói là bốn mái này. Đây là khung kèo mái chính này, đổ qua bên trái bên này nè, đổ bên này nè, đổ xuống nè, đổ xuống nè. Ở đây có hai cái mái con giao cái mái lớn bằng một cái máng xối nè, cái máy con này giao máy lớn bằng một máng xối nè, và có một máy nhỏ nữa giao máy lớn hai cái máng xối nha. Rồi đây là cách bố trí kèo. Rồi, bố trí kèo chúng ta bắt đầu tiến hành làm cái kèo mẫu nhé. Nên đang làm những cái thanh ngang để cho đựng những cái cánh kèo. Đấy, ta đang làm kèo mẫu. Kèo này dài 18 mét nhé. Rồi. Rồi, hiện tại thì anh em đang gia công cái kèo mẫu nhé. Đây là cánh kèo các bạn. Đây phải. Đây là thanh ngang. Đang bắn thanh ngang thứ hai. Nó dữ ớt quá. Rồi ok anh em đã làm xong cái kèo mẫu. Chiều dài 18 mét. Đây. Mình quay sơ qua nhé. Đi qua bên này. Ok. Đây là thanh ngang này các bạn. Đây là thanh ngang thứ nhất này. Thanh ngang này nó có tác dụng là hạn chế cái chiều cao của thanh chống. Chúng ta liên kết bao vít. Ở cái kèo này do nó kẹp cho nên mình làm hai thanh ngang số 1 và thanh ngang số 2. Đã hoàn thành cái kèo mẫu thì sau khi hoàn thành kèo mẫu thì chúng ta bắt đầu làm những cái kèo tiếp theo bằng cách sử dụng kèo mẫu này làm một cái dưỡng. Rồi anh em, sau khi làm xong một cái dưỡng thì chúng ta bắn một cây C để lấy cái mặt phẳng làm các cái kèo còn lại nhé. Anh em để ý nè, khi mà bắn cái C này nè thì các cái kèo nhìn nó thành một mặt phẳng. Trong này bắn mè á thì nó sẽ được phẳng hơn, mình đỡ vất vả khi được khi canh chỉnh. Mình quay
ok chứ. Để xem nhé, chúng ta hãy đi xem từng cây nhé. Đi qua bên này. Hiện tại thì đang gia công cái kèo cái cục. Đây đây vô sạch cái này anh đây vào. Đây là hình ảnh sau khi anh em lắp dựng kèo xong. Hiện tại thì anh em đang gia cố bắn bồi. Kèo này hơi cao, nhịp 18m cho nên cái đỉnh kèo rất cao. Đây là cái công trình mà sử dụng cái đan bê tông làm cái mè lớn luôn. Thì anh em chia cái mè từ cái vị trí cái mép đan này tới phủ bì cái mè là 3 tấc nhé. Để cho phi ngói nó sẽ ra, sau khi lắp dựng phi ngói thì phi ngói nó sẽ thò ra khoảng 12 phân rồi anh bên hồ sẽ tô thêm 3 phân nữa thì cái máy nó ra tầm 9 phân là đẹp. Yeah. Ok. Bây giờ mời các anh em xem hình ảnh sau khi bắn mè và lập ngói nhé. Rồi, cảm ơn các anh em đã xem clip của mình. Mít tổ Hùng. But I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign. This is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you.
imperfect world. But I'm learning my way on earth. This maze that I'm running through now when I think of you, I'm fine. See a picture of you, you would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken.